Những kinh nghiệm trong điều trị các ca bệnh khó, phức tạp, cập nhật các kiến thức, kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho bộ đội và nhân dân đã được các bác sĩ, chuyên gia đầu ngành về chấn thương chỉnh hình chia sẻ tại Hội nghị Khoa học chuyên ngành chấn thương chỉnh hình năm 2023 do Học viện Quân y tổ chức. Là bác sĩ trình bày báo cáo đầu tiên tại hội nghị với nội dung lựa chọn phương tiện nào cho kết xương liên mấu chuyển xương đùi ở người trưởng thành. Trung tá Vũ Hữu Trung, khoa chấn thương chung và vi phẫu Bệnh viện Quân y 103 đã chia sẻ nhiều thông tin, kiến thức mang tính tổng quan, gợi mở, để từ đó các báo cáo sau sẽ có những nhận xét đóng góp bổ sung cho báo cáo của mình. Hội nghị này thì rất là đông các cái bạn bè, các cái cơ quan đơn vị đến tham dự và có nhiều các cái bài báo cáo có chất lượng. Thì bản thân như bài báo cáo của tôi thì cũng là một cái bài báo cáo mang tính chất tổng quan sơ bộ, là mang tính chất gợi mở, và từ đó các cái báo cáo sau có những cái nhận xét, có những cái đóng góp. Và cuối cùng thì hội đồng các thầy, các giáo sư, các cái chuyên gia đầu ngành thì lại mang lại cho hội nghị cái kết luận, cái khẳng định cái kết luận và cái định hướng cụ thể trong cái vấn đề mà đặt ra ở bài báo cáo này. Nên thấy cái kết quả nó rất là hữu ích. Những năm gần đây, cùng với sự phát triển của chuyên ngành chấn thương chỉnh hình cả nước, bộ môn Trung tâm chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y đã có những bước tiến dài. Nhiều kỹ thuật mới hiện đại được áp dụng trong chẩn đoán và điều trị mang lại hiệu quả cao trong công tác khám chữa bệnh, phục vụ bộ đội và nhân dân. Tuy nhiên, sự phát triển những kỹ thuật mới, kỹ thuật khó cần phải có sự chia sẻ kinh nghiệm giữa các đơn vị, trung tâm lớn, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chấn thương chỉnh hình trong cả nước. Vì vậy, việc tổ chức những hội nghị khoa học chuyên ngành chấn thương chỉnh hình là vô cùng quan trọng. Khoa chấn thương chỉnh hình của chúng ta, và bây giờ là viện, là trung tâm chấn thương chỉnh hình, đã có rất nhiều cái kỹ thuật mới, kỹ thuật cao cùng với chuyên ngành chấn thương chỉnh hình của cả nước, của quân đội. Trước đây thì có thể nói rằng là chỉ có những cái chấn thương mới, có những kỹ thuật để mà điều trị chấn thương mới, thì bây giờ là các kỹ thuật về chỉnh hình, kỹ thuật áp dụng vi phẫu và đặc biệt là phẫu thuật và các kỹ thuật về khớp rất phát triển. Và cái chuyên ngành chấn thương chỉnh hình của chúng ta tham gia rất là mạnh mẽ và sâu sắc vào cái tạo hình thẩm mỹ. Đây cũng là một cái nội dung rất quan trọng trong y học quân sự. Những cái chia sẻ, những kinh nghiệm của các chuyên gia đầu ngành sẽ giúp cho các bác sĩ quân y nói riêng và các bác sĩ chấn thương chỉnh hình trong cả nước nói chung có những kinh nghiệm hơn trong những ca điều trị phức tạp, những ca điều trị khó, và từ đó thì sẽ về các đơn vị, các cơ sở y tế để phát triển những kỹ thuật mới và điều trị những bệnh nhân tổn thương phức tạp và tạo điều kiện cho những người bệnh được tiếp cận những kỹ thuật mới, trang thiết bị mới và kỹ thuật chuyên ngành sâu mà trước đây chỉ có các tuyến trung ương quân đội, trung ương của Bộ Y tế. Thì bây giờ có thể các bệnh viện tỉnh, thậm chí các bệnh viện quân khu, thậm chí các bệnh viện khu vực có thể áp dụng được. Tại hội nghị, 17 báo cáo khoa học cập nhật về chuyên ngành chấn thương chỉnh hình đã được các chuyên gia, nhà khoa học, bác sĩ trình bày ở hai phiên là phiên toàn thể và phiên báo cáo chuyên đề, như tổng quan ứng dụng công nghệ 3D trong điều trị cá thể hóa bệnh lý chấn thương chỉnh hình, đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi điều trị hội chứng ống cổ tay. Kinh nghiệm về những kỹ thuật mới, những ca bệnh khó, phức tạp được chia sẻ tại hội nghị sẽ giúp ích rất nhiều đội ngũ thầy thuốc trong và ngoài quân đội nâng cao trình độ tay nghề trong công tác khám chữa bệnh.